Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Bắc ngày hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chuẩn bị cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh, bật like và bật đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.